Chào các bác nhé, em lên sóng bán giới thiệu và bán với các bác cái con súp hơi của họ Onkyo, model là V20HD. Con này là con súp hơi bát 18 anh em nhé, đấy, bát 18. Con này đánh rất là lực luôn. Con này trở kháng của nó là 3 ohm và công suất của nó là 70W. Em sẽ đo qua kích thước nhé. Con này chiều rộng của nó là 22,5. Chiều sâu của nó là 30,5. Chiều cao nó là 29,5. Đấy, gần như vuông. Hình thức của con này thì tổng thể cũng tương đối là đẹp. Đây em quay luôn chi tiết này, mặt trước này. Đấy. Trên này còn nguyên cả cái tem ở bên siêu thị bên Nhật Bản này. Mức giá bán đồ cũ của nó này 455 yên. Đấy, thành của nó đây anh em nhé. Thành bách nó đây, tổng thể cũng tương đối là đẹp, sứt sát nhẹ nhẹ không đáng kể. Rồi em quay cái mặt sau nó luôn cho các bác xem nhé. Rất là nặng luôn nhé, súp hơi mà rất là nặng luôn, súp hơi không có công suất nhưng mà rất là nặng. Mặt sau đây, đây thông số đấy 70W, 70W thì chỉ kháng là 3 ohm. Đó. V20HD nhé. Cái này súp hơi về anh em gắp các âm ly mà có cổng hơi, cổng súp hơi em đánh thì tuyệt vời luôn, đánh căng đét luôn anh em nhé. Bát 18. Ok, em sẽ mở một đoạn ngắn ngắn để test qua cho anh em nhé. Đấy. Rung phòng luôn, phòng 20m² và đánh rung phòng luôn anh em nhé. Anh nào lấy được cái inbox số Zalo của em là 0975 575 262. Con súp hơi này em bán với giá 1.200.000 đồng, bao ship cho anh em nhé. Anh em mua hàng chuyển khoản và số nhắn tin vào Zalo để bên em gửi số tài khoản. Đấy, anh em mua được một hai hình thức, một chuyển cọc, hai chuyển đủ. Nếu các bác chuyển cọc, cọc trước là 200.000 với con súp này. Còn nếu như các bác chuyển khoản đủ luôn thì bên em bao ship luôn 1.200.000 đồng thôi anh em nhé. Đấy, súp hơi bát 18, anh em về ghép dàn nhé. Ghép dàn và ghép cái cục âm ly đấy. Ok, đẹp zin nguyên bản anh em nhé. Con này mình cũng chưa tháo lắp gì đâu, con này tháo thì tháo cái căng trước mới tháo được cơ, cái căng vẫn zin hết luôn, chưa có vết cậy vết tháo gì luôn đấy. Bạn đánh rất lực luôn, súp của Onkyo anh em nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.